lại đây để dành cho một số anh chị không có dịp mà nghe. Thì cái chương trình mà 22 giờ mỗi đêm thứ tư đó, mình cũng không có muốn dùng cái chữ bắt buộc anh chị, nhưng mà mấy anh chị cũng sẽ thấy là nếu mà executive mà không tham gia vào những cái buổi như hôm nay đó thì mình nghĩ là rất khó. Thứ nhất là cái vấn đề kỷ luật đó, nó nói lên cái vấn đề cái tính kỷ luật của người executive, là tại vì nó luôn luôn nó đi với cái trách nhiệm anh chị, cái tiền hoa hồng của mình, cái quyền lợi của executive, gold, lapis, ruby, cái danh hiệu nó càng cao đó thì cái trách nhiệm nó càng lớn. Ở trong đó có cái vấn đề là mình phải hội họp, có vấn đề là mình phải bàn với cái quyết định chung đấy. Thì một số mấy anh chị đó nhiều khi cái meeting thì không tham dự, thành ra mỗi lần mà có một cái quyết định gì đó đấy thì cứ nghĩ là tại sao mấy anh quyết định như vậy mà lại em không biết, hay là có những cái thông tin gì em không bao giờ biết. Trong khi đó những cái meeting mấy anh chị mình không thể nào gọi cho cả ngàn người và kể cái câu chuyện này cho cả ngàn người nghe được. Mình chỉ mở ra những cái webinar và mấy anh chị ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể nghe được. Và thậm chí mình còn thâu lại mấy anh chị, để là một số, có nhiều khi mình cũng không muốn thâu lại, tại vì nếu mà thâu lại đó thì một số mấy anh chị ý y đó là vì có thâu lại thành ra không tham dự. Thành ra mấy anh chị biết là vào giờ thời điểm này thì 10 giờ đêm thì phần lớn mấy anh em mình cũng ở nhà rồi. Hoặc là nếu cái giờ này không có meeting thì mấy anh chị ở quán cà phê đó thì cũng có vào webinar được. Thành ra lý do mình chọn 10 giờ đêm tối thứ tư. Mong là một số mấy anh chị mình kỷ luật với chính mình, tham dự đều đặn những cái buổi webinar vì nó có cái tính cách cho cả cái đội nhóm và nó rất quan trọng anh chị. Một số mấy anh chị executive nếu không tham dự đó thì mình không có thông tin, và khi mà không có thông tin mấy anh chị, mình không thể nào truyền tải những cái thông tin này xuống cho người ở trong nhóm của mình. Thành ra đó, nếu mà có những cái thông tin rất quan trọng đó thì cái đó là cái trách nhiệm của những executive phải thu thập những cái thông tin này và truyền tải lại cho người trong đội nhóm của mình. Thành ra mình không tưởng tượng được là nếu mà một số anh chị không tham dự cái webinar thì rất là thiệt thòi cho nhiều người khác chứ không phải cho cá nhân mấy chị executive. Nên mình mong là một số anh chị nên nên một cách nghiêm túc đó. Mình cũng không muốn điểm danh, mình cũng không có muốn nêu tên đó mấy anh chị, nhưng mà một số lớn mấy anh chị từ hồi nào tới giờ không bao giờ vào webinar, không bao giờ đi dự những cái meeting, tới đi dự những cái meeting như một người khách mời, tới xong ngồi rồi về mấy anh chị. Và hoàn toàn cái đó đó mình không trách cá nhân đó mấy anh chị, mình chỉ trách là cá nhân đó ảnh hưởng tới cả ngàn gia đình khác. Cái đó là cái mà mình nghĩ là mấy anh chị phải nên có cái trách nhiệm đó. Tối hôm nay mình có một cái tin, có thể nói là tin vui mấy anh chị ha. Tin vui đó là, để mình mở cái này ra một số mấy anh chị có thể thấy, như một số mấy anh chị mà có tham dự cái buổi trong cái buổi giới thiệu cái sản phẩm Life Pack đó mấy anh chị có thể biết đó. Cái Life Pack là một cái sản phẩm quan trọng mấy anh chị nha. Và mình mong là mấy anh chị từ đây cho tới cuối tháng đó mấy anh chị tập trung vào cái Life Pack. Tối hôm nay đó thì mình không nói về cái Life Pack mấy anh chị, nhưng mà mình nói về một cái sự kiện đó. Nó có một cái sản phẩm, để mình mở cái này ra để cho một số mấy anh chị xem. Nó có một cái sản phẩm là cái A-Slot R2, và cái thời điểm mà bán ra đó mấy anh chị, người ta gọi là pre-sale đấy. Tức là chỉ trong thời gian 2 tuần thôi, tức là ngay sau khi cái dịp lễ Giáng sinh, ngay sau khi cái dịp lễ không phải Tết Tây đó mấy anh chị, Tết Dương lịch đấy, thì hai ngày 2 Tây tháng 1 cho tới ngày 15 Tây tháng 1, tức là mình có đúng 2 tuần mấy anh chị, mình được mua cái lọ A-Slot R2 và một bộ của nó gồm có 6 lọ. Mình chỉ trả tiền 5 thôi mấy anh chị, vì trên nguyên tắc mình mua 5 thì mình được tặng một, và cái bộ đó đó là 14 triệu đồng, tính ra điểm đó mấy anh chị là 500 điểm. Bây giờ mình cũng xin nói thêm một chút xíu là mấy anh chị cũng biết rồi, cái Vitality là một cái sản phẩm bán rất chạy, một trong những cái sản phẩm mà bán mạnh nhất ở bên Mỹ, và chắc ở bên Việt Nam thì mấy anh chị cũng không cần, mình không cần phải nói mấy anh chị ha. Có thể nói đây là một cái sản phẩm mà cái nhu cầu rất cao về cái Vitality mấy anh chị. Nu Skin sẽ Việt Nam nó sẽ không có cái Vitality ở Việt Nam, nhưng mà người ta cái mà sẽ có mấy anh chị là cái R2. R2 là một cái sản phẩm mà có thể nói là cái công dụng của nó gấp đôi, nếu mà không nói là nó gấp ba mấy anh chị. Dĩ nhiên là cái này nó khó có thể có cái sự đo lường đấy, nhưng mà mình đã có quá nhiều, mấy anh chị có thể vào những cái website mấy anh chị có thể tìm được, và một cái con số đó mà mấy anh chị có thể đã biết rồi đó, tức là ông Raymond, có một ông người Singapore mấy anh chị, cái tiền hoa hồng tháng trước nữa đó là 1 triệu, và sau đó là 1,3 triệu đô la một tháng mấy anh chị,
1,3 triệu đô la một tháng chỉ bán được cái R2 trong cái giai đoạn pre-sale ở Singapore vào tháng 6 vừa rồi đó. Thành ra mấy anh em ở Việt Nam cũng có một cái cơ hội tương tự như vậy mấy anh chị, trong ngày từ ngày 2 Tây tới ngày 15. Mấy anh chị biết mình sợ nhất là cái gì không? Tức là có thể là người ta cho 2 tuần, nhưng mà khi bán ra đó có thể 1 tuần thôi, là hoặc là 1 ngày đó mấy anh chị, mình không còn hàng để mà bán. Vì cái tình trạng mà R2 này nó đã xảy ra ở Mỹ, mình nhớ không lầm đó, thì chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ thôi mình không đủ cái R2 mấy anh chị. Một trong những cái lý do mà mình có cái webinar tối hôm nay mà mình hỏi với mấy anh chị là tại vì mình cần phải báo cáo cho bà Vicky, là bà chủ tịch của NuSkin Việt Nam ở Việt Nam đó, về cái con số mà bà ta sẽ mang cái hàng này qua và để sẵn mấy chị. Mình không muốn cái con số lớn quá để cái hàng nó bị ứ động, nhưng mà ngược lại cái mình sợ nhất là mình sợ là mình đưa ra con số quá nhỏ, quá thấp mấy chị, quá ít, để rồi tới ngày hôm đó vài tiếng đồng hồ đó mình sẽ không mua được cái sản phẩm này. Thành ra với cái công dụng của R2 thì mấy anh chị biết rồi, R đó nó viết tắt bằng hai chữ R. Cái R đầu tiên đó là recharge, tức là cái vitality của mà mấy anh em mình đang xài đó, tức là nó tái tạo lại, không phải tái tạo mấy anh chị, nó nạp cái năng lượng nha, cái vitality nó nạp cái năng lượng trong ban ngày và buổi tối đó, nó renew cái cơ thể mình mấy anh chị, tức là nó lọc gan và lọc phổi. Thì mình nghĩ là Việt Nam là một nước mà có thể nói đàn ông con trai cái tỷ lệ mà hút thuốc lá đó, nó khá lớn anh chị, so với những cái nước khác xung quanh đó. Và trong cái môi trường bụi bặm và ô nhiễm đó, thì mình nghĩ cái R2 và đặc biệt là cái lọ buổi tối đó, cái Renew anh chị, nó sẽ có một cái tác dụng rất lớn đối với cái vấn đề sức khỏe. Thành ra cái R2 này nó giống như là một cái phương thuốc anh chị. Dĩ nhiên cái này không phải là thuốc, mình dùng một cái chữ này trong vòng dè dặt để mấy anh chị đừng có nghĩ là cái này là thuốc. Nhưng mà mình đã đi rất nhiều những cái nơi mà những người tương đối là trung lưu ở Việt Nam, trong nhà 5-7 hũ rượu rắn, rồi sừng tê giác, rồi cao hổ cốt, rồi đủ mọi chuyện mấy anh chị, mua cả ngàn đô. Cái đó là một phần cái nó nói lên cái sự quan tâm về vấn đề sức khỏe đó. Và mình nghĩ là nó không nhằm nhòa gì mấy anh chị, trong cái với so sánh với lại cái R2 đó. Và dĩ nhiên mình nói như vậy trong cái một cái ý về chủ quan. Nhưng mà cái A-slot R2, nếu mấy anh chị tham khảo đầy đủ những hình ảnh, những tài liệu đó, thì mình sẽ công bố, mình sẽ phát, mình sẽ đưa cho mấy anh chị, gửi mấy anh chị những cái thông tin đó để mấy anh chị chuẩn bị cho cái giai đoạn này. Và có thể nói là trong cái giai đoạn này đó, đây là cái giai đoạn quyết liệt mấy anh chị, vì cái thời gian từ 2 Tây tháng 1 cho tới 15 Tây tháng 1 và sau đó 3 tháng mình không có sản phẩm này mấy anh chị. Và nhất là cái dịp Tết là ngày 11 Tây tháng 2, nó nằm lọt vào trong cái 3 tháng mà mình không có sản phẩm đó cho tới tháng 5 này. Thành ra đây là sản phẩm mà thứ nhất đó mấy anh chị, dịp Tết đó, người ta mua bán để kiếm tiền xài Tết. Nếu mà anh chị, nếu một số gia đình có nhu cầu. Cái thứ hai nữa đó, mua tặng quà mấy anh chị. Tặng vào dịp Tết. Không gì quý bằng tặng bố mẹ, tặng cha mẹ, tặng những người lớn tuổi, tặng sếp những cái lọ R2 này mấy anh chị, không có mặt ở trên thị trường, người ta sẽ không tìm được cho tới tháng 5 mấy anh chị. Và khi mua tặng như vậy đó, nó có cái khả năng là những người này người ta sẽ dùng thường xuyên mấy anh chị. Mình có thể nói rất là cái mức độ mà khả quan đó, khả thi về cái vấn đề là người ta sẽ dùng hàng tháng rất cao mấy anh chị. Nó giống như là cái Too Faced Essence Ultra của sản phẩm của NuSkin này đó, thì bên kia là cái R2. Thành ra mình một vài con số để mình đưa cho mấy anh chị xem nhé. Nếu mấy anh chị executive ở trong cái webinar hôm nay đó, mấy anh chị có một, có thể là 20 người hay là 30 người hay 50 người trong circle group của mình. Nếu mấy anh chị có 100 bộ, trong cái circle group của mấy anh chị đó mua 100 bộ giữa cái ngày 2 Tây tháng 1 và tới ngày 15 Tây tháng 1 này, thì cái giá tiền là 1,4 tỷ, cái điểm là 50.000 point mấy anh chị. Thì cái tiền hoa hồng của mấy anh chị cũng biết rồi ha. Nếu mấy anh chị là 50.000 point trở lên đó, thì tiền hoa hồng là 15% và cộng thêm 5 nữa mấy anh chị, tức là 9 cho tới 15, mấy anh chị cộng thêm 5 nữa là 14 cho tới 20%. Thì mấy anh chị cứ tính đi, 1,4 tỷ, 10% mấy anh chị là 140 triệu, 20% đó là 280 triệu mấy anh chị, 280 triệu tiền hoa hồng mấy anh chị lãnh, sẽ lãnh vào ngày 25 Tây tháng 2 nha.
Thành ra đây là một cái số tiền nó không nhỏ thế nào mấy anh chị, và rất khả thi là tất cả những anh chị có mặt ở trong cái webinar hôm nay đó, trong cái Circle Group của mấy anh chị có 2 tháng để chuẩn bị, tức là tháng 11 và tháng 12 đó, để trong cái Circle Group của mình có thể tiêu thụ được 100 bộ. Mấy anh chị là Gold, mấy anh chị là Lapis, mấy anh chị là Ruby đó, cái khả năng mà mấy anh chị không phải ngừng ở 100 bộ mấy anh chị, có thể mấy anh chị sẽ có 1.000 bộ. Nếu mấy anh chị có 1.000 bộ, ngay cả một số mấy anh chị đang ở Mỹ nghe cái conference call, nghe cái webinar hôm nay cũng tương tự như vậy. Mấy anh chị có executive ở Việt Nam cũng tương tự. Nếu mấy anh chị, từ mấy anh chị trở xuống, mấy anh chị có 2 tháng để chuẩn bị, ngay từ bây giờ mấy anh chị là executive thì cố gắng trong tháng 1, tháng 11 và tháng 12 nữa, mình có thêm khoảng chừng 2-3 breakaway executive, có những người mà người ta ly khai, người ta tách ra đó mấy anh chị. Nếu mấy anh chị có khoảng chừng 5-7 executive ở dưới mình nữa, thì cái khả năng mà mấy anh chị tiêu thụ 1.000 bộ A-slot là cái điều rất khả thi. 14 tỷ 500 ngàn điểm mấy anh chị. 500 ngàn điểm tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng là bao nhiêu mấy anh chị nhân lên là mấy anh chị cũng biết rồi. Tức là mình tính tiền tỷ mấy anh chị. Mình tính tiền tỷ. Tiền hoa hồng mấy anh chị mang về cho gia đình của mình. Thành ra đó, cái con số ở đây đó là 100 bộ, 500 bộ, 200 bộ hay 1.000 bộ mấy anh chị. Mình đang có một cái sự chuẩn bị là cái team Nu Việt mình sẽ tiêu thụ 10.000 bộ đấy. Thật ra mình muốn một số mấy anh chị có mặt ở trong cái webinar hôm nay chuẩn bị tinh thần đó là mấy anh chị muốn bao nhiêu, mấy anh chị phải cho mình biết. Và mình sẽ report lại cho cái bà Vicky đó để bà chuẩn bị cái kho hàng để mà có thể tiêu thụ. Vì mình rất sợ cái cảnh là ngày hai tay mở ra đó thì chỉ trong 2-3 tiếng, 5 tiếng đồng hồ sau thôi, không còn hàng để bán, trong khi mấy anh em mình phải loay hoay đi tìm người mới. Thành ra cái này đó là một cái cơ hội có thể nói là duy nhất trong năm 2012, và có thể là một cái cơ hội duy nhất trong năm 2013 để mấy anh chị có thể tạo một cái số tiền hoa hồng lớn cho gia đình, và đặc biệt là cái trong cái dịp Tết, dịp lễ mấy anh chị. Thành ra đây là cái cơ hội, cái pre-sale là một cái cơ hội mấy anh chị. Trong cái cơ hội lớn đó mình có một cái cơ hội khác nó còn lớn. Và cái này nó tới, nó không phải là nó tới hoài, tới thường xuyên anh chị ha. Cái pre-sale trong vòng 2 tuần đó, nó là một cái cơ hội rất lớn cho một số anh chị ở đây. Thành ra bây giờ cái vấn đề kế tiếp nè. Mình trong tháng 10 đó, mỗi người, mấy anh chị cố gắng tìm 10 người khách hàng, và trong tháng 12 cũng tương tự. Ý mình để mình giải thích về cái con số 10 này. Một số anh chị chắc mà tham gia lâu rồi đó thì cũng có nghe về cái con số 10. Mình làm cái ngành này, network marketing này cũng gần 20 năm rồi mấy anh chị. Nó có một cái sự huyền diệu ở trong cái con số 10 đó. Ít ai giải thích được đó, người ta cũng hiểu tại sao. Nhưng mà thường đó thì khi người ta phỏng vấn tất cả những cái trường hợp thành công, thì cái câu trả lời là thường là nếu trong vòng 1 tháng mấy anh chị, mình sponsor 10 người hay là mình có 10 người khách hàng đó, thì tự nhiên hình như tháng sau đó, cái sự nghiệp của mình nó cất cánh. Nó giống như là chiếc máy bay mà chạy trên phi đạo mấy anh chị. Nó phải đạt được một cái vận tốc cố định. Ví dụ như 180 cây số một giờ đi. Nếu một chiếc máy bay chạy 179 cây số một giờ mấy anh chị, máy bay không thể nào cất cánh được. Mà nó phải đạt được cái vận tốc tối thiểu thì chiếc máy bay nó mới có thể cất cánh được. Thật ra một số mấy anh chị có thể loay hoay trong từ hồi 10 tây tháng 8 tới giờ ở Việt Nam đó, hay là một số mấy anh chị ở Mỹ đó, mấy anh chị vẫn không thấy cái sự nghiệp của mình nó cất cánh, nó cứ là đà dưới mặt đất đó. Nó có cảm, mấy anh chị có cảm giác như là cái máy bay của mình nó chạy phi đạo, nó chạy tới cuối đường băng rồi nó chạy lui trở lại, chạy tới chạy lui bộ gần hết sân luôn. Thì mấy anh chị phải hiểu cái nguyên tắc, mấy anh chị quên mất cái nguyên tắc rồi. Nguyên tắc để máy bay cất cánh là mấy anh chị phải đạt được cái vận tốc cố định thì máy bay nó mới cất cánh được. Mấy anh chị có máy bay hay cỡ nào mà mấy anh chị chạy chậm nữa, nó không lên được. Thành ra mình không có cái khái niệm mà chậm mà chắc mấy anh chị nha. Cái kinh doanh này nhanh mà chắc, vừa nhanh vừa chắc mấy anh chị, chỉ có chậm mà chết thôi, nhưng có chậm mà chắc. Thành ra trong cái vấn đề mình làm hôm nay đó, mình muốn khuyến khích mấy anh chị đó là trong tháng 11 này mấy anh chị, mình phải giúp mọi người và cổ động mọi người phát động cái phong trào đó, là trong vòng 3 tuần tới, bữa nay là mấy tay, bữa nay là 7 tay rồi, mình xong một tuần rồi mấy anh chị. Mình phải tìm 10 người khách hàng, có thể là 10 người người ta gia nhập thành nhà phân phối và người ta dùng sản phẩm. Có thể 10 người này mấy anh chị, người ta mua sản phẩm trước, xong đó người ta gia nhập, có thể 5-7 người gì đó người ta gia nhập mấy anh chị.
Nhưng mà 10 người mỗi người mà chị nha, mỗi anh em nên cố gắng làm sao mà tìm 10 người khách hàng. Dĩ nhiên là nó không dễ mà chị, nhưng mà biết mấy anh chị biết làm sao, mấy anh chị không nhất thiết phải tìm 10 người này trực tiếp, mấy anh chị có thể tìm 5 người, mỗi người tìm một người, rồi sau đó khoảng chừng 2 tuần sau những người này mấy anh chị nói người ta để giới thiệu mỗi người một người mấy anh chị, hay là mấy anh chị tìm 3 người sau đó giúp 3 người này dùng sản phẩm xong làm cách nào đó mấy anh chị nói để 3 người này giới thiệu mỗi người 2 hay 3 người khác mấy anh chị. Nhưng mà cái ý mình là trong tháng 11 nếu từ mấy anh chị trở xuống đó, cái cũ rồi mình không tính mấy anh chị nha, nếu mấy anh chị có 10 người khách hàng không nhất thiết phải là trực tiếp thì tự nhiên trong tháng tới mấy anh chị sẽ thấy là cái vận tốc hay là cái tương lai hay là cái sự nghiệp của mấy anh chị nó khác hẳn rồi. Từ trước tới giờ đó mấy anh chị có thể gặp trở ngại đó là tại vì mình đang đem vào 2 3 người, mình chưa kịp loay hoay gì mình nhìn tới nhìn lui cái 2 người 3 người này bốc hơi biến mất, là tại vì mấy anh chị không đạt đúng cái số lượng là 10 thôi. Thành ra nếu mà trong cái tháng 11 này 10 người là khách hàng, trong đó có 5 7 người người ta gia nhập anh chị, người ta muốn gia nhập trở thành nhà phân phối để người ta muốn mua với giá rẻ đó, thì mấy anh chị nên tập trung vào những người đó trong tháng 12 để mỗi người này tìm thấy 10 người khách hàng nữa mấy anh chị. Lý do mà trong tháng 11, tháng 12 này mình làm cái điều này đó là tại vì mình muốn chuẩn bị cho một cái số lượng khách hàng lớn để vào đầu 2 tây tháng 1 mấy anh chị. Mấy anh chị có thể mỗi người order 2 bộ, 3 bộ. Và đó là lý do tại sao mấy anh chị có thể có được 100 bộ A-slot. Trong Tại cái sao sân mấy anh chị group có của thể mình. có được 100 hay là 1.000 bộ A-slot ở trong cái khoảng 2 tuần kể từ ngày 2 tây tháng 1 mấy anh chị. Thành ra đây là cái chiến lược mà cái chiến thuật đó mà mình phải làm trong tháng 11, tháng 12 đó. Là tại vì cái lưới mình chỉ phải giăng ra mấy anh chị, mình không thể nào bắt bằng 2 cái tay được, mình không thể nào bắt cá bằng 2 cái tay được mấy anh chị. Mình không thể nào làm 100 bộ, 1.000 bộ một mình được. Một số mấy anh chị nên tập trung vào pharmacy, những nhà thuốc tây mấy anh chị nên tập trung đi nói chuyện ngay từ bây giờ. Một số mấy anh chị biết về spa đó, mấy anh chị phải giăng những cái spa, giăng lưới, móc nối giới thiệu, giải thích về cái sản phẩm sắp tới mà chị. Ngoài cái R2 đó mình sẽ còn một cái sản phẩm độc đáo khác là cái A-Slot 2 Face SN Ultra đó, nó hy vọng là nó sẽ có mặt cùng một lúc hoặc là trước hoặc là sau chút xíu nữa mà chị. Nhưng mà cái R2 này nó không những liên quan tới cái vấn đề sức khỏe đó mà nó còn liên quan tới cái vấn đề sắc diện nữa. Thành ra những spa cần cái này mấy chị, spa có thể làm đẹp nhưng mà làm đẹp từ trong ra đó cũng có thể người ta sẽ giới thiệu cho khách hàng cái sản phẩm R2. Mấy anh chị tập trung vào những cái người mà tương đối có tiền, những người nào mà không có cái thu nhập ổn định, mấy anh chị để qua một bên đi. Mình để cho những cái sản phẩm mà nó sẽ có mặt ở trong buồng tắm đó, có thể cái đó nó qua tới năm tới nữa. Ngay từ bây giờ mấy anh chị mình không có thì giờ với những người, với những gia đình mà tương đối người ta muốn dùng thử đó, mấy anh chị nên tập trung vào những người có nhu cầu, có khả năng để người ta mua hàng tháng mấy anh chị, và có cái nhu cầu về cái R2. Thật ra tương lai của mấy anh chị nó định đoạt từ đây. Mình mong là mình biết chắc là từ 2 tây tháng 1 tới 14 tây tháng 1 nó sẽ đưa cái cơ hội pre-sale R2 này, nó sẽ đưa mấy anh chị lên một cái quỹ đạo mới. Có thể nói trong năm 2012, 2013 đây là cái cơ hội mấy anh chị. Đây là cái cơ hội duy nhất. Cũng giống như cái trường hợp của ông Raymond Hồ đấy. Cũng làm 1 triệu ba đó. Người ta cứ nghĩ mấy anh chị, tức là sau cái 1 triệu 3 đó thì cái doanh số nó sẽ rớt xuống, là tại vì ổng chỉ tận dụng cái thời gian mà pre-sale thôi. Nhưng mà mấy anh chị biết kết quả là sao? Sau đó cái con số đó nó tiếp tục nó cao hơn mấy anh chị. Là tại vì khi người ta dùng cái sản phẩm đó rồi, người ta không ngưng được mấy anh chị. Người ta không ngưng và người ta tiếp tục người ta mua và thậm chí còn mua nhiều hơn nữa. Thành ra nếu mấy anh chị tiền hoa hồng đang ở cái mức vài chục triệu, mấy anh chị không có bằng lòng hay là muốn có một cái ước vọng cao hơn đó, thì đây là một cái cơ hội để nó đẩy cái tiền hoa hồng của mấy anh chị lên 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 cái con 3 số hoặc là 4 số nếu mà mấy chị có được một cái đội ngũ rộng lớn. Thành ra đây là một cái cơ hội rất lớn mấy chị ha, đây là một cái cơ hội rất lớn mấy chị. Tối hôm nay mà mấy chị ngủ được mình mới thấy lạ. Thành ra mình mong là, không biết là mấy chị có câu hỏi nào, mấy chị bấm vào cái dấu bằng tay đi để mình mở cái line này. Nếu mấy chị có câu hỏi mấy chị bấm vào cái dấu bằng tay nhé, nếu mấy chị có câu hỏi. Nghe nghe viết chữ gì em thấy mắt anh vậy ta nha, Internet có vẻ hơi yếu. internet có vẻ hơi yếu, không biết mấy chị có câu hỏi gì không ha.
Anh chị bấm vào cái dấu bàn tay. Ok. Ở sao lạ không ai hỏi gì ta? Không biết thấy ai hỏi gì à? Mấy chị bị choáng hay là hay là nói không nên lời à? Ok, mình mở cái line này cho anh Phong. Hello anh Phong ơi. Hi, chào anh Đin ạ. Vâng, yeah, cho anh vừa khỏe anh mới Phong. vừa mới mà. Vâng, vẫn khỏe. À, khỏe anh. Bây giờ vì là đang ở Davao City của Philippines. Ô mẹ. Vừa mới Wow. bay đến sáng nay. Vâng. Yeah. Thì ngày Chắc là mai lần đầu tiên anh đi phi à? bay đến đây. Dạ vâng, bay đến đây là vì nhà Tôi ông già thông nhỉ. gia mà ông thông gia mà có con trai mà lấy cô con gái vừa rồi đấy, thì đó ở đây. Và ngày mai thì hẹn với ông ấy là đến Nuskin của Davao, và ở đây thì 11 giờ Nuskin mới làm việc. Thế đến để mà cho gia đình nhà ông ấy bắt đầu làm quen. Tức là gia đình nhà ông này là được dùng sản phẩm này là từ Việt Nam mà ở đây bao nhiêu năm của Nuskin, nhưng mà cũng không biết. À, không biết. Vâng, thế thì ông ấy đang bị cái vấn đề, ông cũng đang bị vấn đề có bị cái ung thư tiền liệt tuyến. Vâng. Thế thì cũng theo cái chỉ dẫn của Thùy Trinh thì cho uống Reishimax, và ông ấy cảm thấy là ông ấy khỏe. Thế và bây giờ là và có mang thêm cho ông ấy, và cũng đến để giới thiệu cho ông ấy là bây giờ ông có thể 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 cái cách thức để ông có thể lấy ở đây những cái thứ cần thiết để ông dùng mà không cần phải gửi từ Việt Nam nữa. Và thế thì mới hỏi vào 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 mới Phong mới thấy cái 1.000 bộ cái Azelox R2, tức là cái này Phong mới dùng thử có một 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 hộp thôi, thì thấy thấy rất là hay, bởi vì mình dùng cái Vitality rồi, thế nhưng mà khi mà có cái lọ nhỏ anh đi dùng xong ấy, dùng xong độ đi chỉ độ khoảng 1 tuần sau ấy, thì thấy cái đầu trong người nó nhẹ lắm, suốt ngày nó nhẹ nhõm. Cái đó là Thế cái là từ bây cá nhân giờ có phải là cái lọ nhỏ nó có chức năng như cái detox, là nó lọc gan lọc thận trong cái quá trình mình ngủ, nhưng mà nó lại không làm cho mình bị mất ngủ, thậm chí là còn ngủ rất ngon. Vâng, thì cho nên là đang rất hy vọng cái sản phẩm này mà cho dùng được cho rất nhiều người, thế nhưng mà nghe anh phải đến là đầu năm 2013 mới có đúng không ạ? Đầu năm 2013 mới có ở Việt Nam. Mà bây giờ ở Mỹ cũng có đúng không? Ở Mỹ không có anh nha. Đấy. Mấy anh chị không thể mua ở Vâng. Mỹ. Mấy anh chị có thể mua ở Hàn Quốc, có mua ở Singapore đó, mà cái giá là 140 đô rồi cộng thêm tiền thuế, cộng thêm tiền ấy, trong khi 6 6 lọ đó chỉ 14 triệu thôi thì nó rẻ hơn. Mà nhưng mà mình chỉ À, nó bán thành một có cái package, nó bán thành một cái package là 6 lọ. À, Mua năm tặng một nha, à, mua 5 tặng 1. Vâng, ấy, thế thì tốt quá. 14 triệu nha, Thế thì tốt quá. 500 điểm, mình Mình nói vừa là 500 dùng điểm. à, mình vừa dùng vừa 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 làm thị trường luôn. Thế thì tốt quá. Vâng. Thế thì coi như là đầu năm tới ở đây sẽ có hai cái sản phẩm chiến lược, tức là Cái R2 với lại cái cái True Face. R2 Two Face, và hai cái Two Face, là cái Two Face, hai cái đó là hai cái mà sẽ hy vọng là nó đẩy cái doanh số lên rất là nhanh, Ở và bên cạnh đồng đó là mình thời có gấc, mình có mấy cái Marine Mud, mình có những cái kem đánh răng, cái mà nó nằm ở trong buồng tắm đó. Tuy nhiên cái đó là nó đi à vào một cái vâng. phân khúc khác. Nhưng mà mình sẽ có rất nhiều sản phẩm. Và đó là lý do tại sao mà anh Phong biết là nếu mà mình chuẩn bị ngay từ bây giờ đó, để mà có thể có được một cái lượng khách hàng đó, tại vì mấy chị cũng nên chuẩn bị cho nè. Tức là tháng 2 là tháng Tết đó, mấy chị cũng biết là tháng 2 đó là tháng chậm nhất, hầu như không ai muốn làm gì, không ai muốn mua, không ai muốn bán, không ai muốn. Thành ra bây giờ đó mình phải phải tận dụng cái tháng 1. Mình phải tạo một cái con số rất nhanh
bằng cách là tháng 11, tháng 12 mình phải có người đó để mà bắt đầu cái một năm nó cho nó có một cái trớn đi mạnh đó, và mình tận dụng cái cơ hội này. Thậm chí là hôm nay anh Phong biết là mình có một cái meeting ở đây trong cái phòng ở trên đó, thì mấy chị ở Nu Hồng, rồi có chị Trần Bích Nga, rồi một số mấy anh chị khác lên chia sẻ những cái câu chuyện đó. Mà mình nghĩ là bây giờ tưởng tượng nếu mà trong tháng 1 có một số mấy anh em mình có một cái lợi tức là 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, thậm chí có anh lãnh 1 tỷ, thì cái câu chuyện đó nó sẽ rất mạnh đối với một cái công ty mà nó mới vào. Mấy chị, giống như trường hợp Thiên Trang tối hôm nay cũng vừa mới cho anh em mình biết là Thiên Trang làm cho một cái công ty mình không muốn nói tên, bắt đầu bằng chữ A, làm 4 năm anh chị. Thì khi mà qua Nu Skin chỉ trong vòng 3 tháng thôi, thì so là 3 tháng bên Nu Skin bằng 4 năm làm với cái công ty kia, nếu Network Marketing. Anh thật ra một vài cái ví dụ như vậy để cho mấy anh chị thấy là nếu mà tháng 1 một số lợi tức của mấy anh chị là một cái số tiền lớn, thì Nu Skin chưa khai trương mấy anh chị. Nu Skin sẽ khai trương vào ngày 2 tây tháng 3. Nó thành ra đó là một trong những cái ý đồ đó, của ý định của Nu Skin là người ta muốn tạo một cái sức bật rất lớn. Khi mà ngày Nu Skin mở cửa là khi mà trình làng mấy anh chị, nó không phải là một trình làng một cái gì đó nó mới hoàn toàn, mà nó đã có kết quả, và một cái kết quả rất lớn từ tất cả những network marketing công ty vào Việt Nam từ hồi nào tới giờ vẫn chưa làm được đó, trên cái số liệu. Đó là mình chưa nói với mấy anh chị, đó là tại vì mình không có cái số liệu chính xác nên mình không dám nói. Nhưng mà trong vòng mấy anh em executive thì mình nói cho mấy anh chị nghe, đó là cái số lượng mà làm trên 10 triệu, 50 triệu đó. Trong vòng 3 tháng vừa rồi mấy anh chị, tất cả những công ty network marketing từ trước tới giờ vào Việt Nam vẫn chưa ai qua mặt nổi Nu Skin. Trong thời gian 3 tháng, cái số lượng những người làm trên 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, cái Nu Skin vẫn phá phá được những kỷ lục. Đó là mình chưa nói tới cái giai đoạn sắp tới đó, thành ra cái cơ hội mà cái pre-sale này nó sẽ rất là hào hứng. Ok anh Phong, chúc anh đi chơi vui vẻ. Dạ À, vâng. khi nào anh về lại. Vâng, cảm ơn anh. Dạ Dạ. vâng, cảm ơn anh ạ. Chào mọi người. À, mình có chị Nga, để mình mở cái line này cho chị Bích Nga. Hello chị Nga. Dạ anh biết nghe được không ạ? Dạ, nghe được chị. À? Mình muốn hỏi gì là thế này này anh đi. Có nghĩa là 14 triệu à, mà gọi là bộ, có nghĩa là một cái chai chai dạng lớn với lại một cái chai nhỏ nó gọi là bộ phải không anh? Dạ, không không chị, 6 lọ là một bộ. À, Cái 6 lọ là 14. một bộ thì cái giá nó là 14 triệu đúng không Dạ, anh? 14 triệu nha. Dạ. Thế anh thế anh, lúc mà mình bảo là mỗi người tìm 10 người khách hàng đó, thì bây giờ là tháng 1 thì mình có cái sản phẩm đó. Như vậy có phải là bây giờ mình cho người ta dùng trước cái Vitality à? Đúng Hay đúng là đúng, làm thế không 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 nào gì, để không gì, ý mình cái dạ cảm ơn chị hỏi câu này, tại vì hồi nãy quên nói. Lúc này là lúc mà Dạ. mình đi nói về cái live pack. Dạ à. Dạ, lúc này mình nên nói về cái Dạ live vâng. pack là gì? Cái live pack tương đối cái giá Ừ. nó vừa phải. Live pack Vâng, nó là mềm. người ta cái mà mình đang cần, đang có sẵn ở ở thị trường Việt Nam. Nó sẽ giúp cho mấy anh chị nhẹ nhàng đấy. Và cái live pack là Đúng rồi. cái vấn đề dinh dưỡng cần thiết, và cái live pack là cái phương tiện để mấy anh chị có thể có được cái lượng khách hàng ngay từ bây giờ. Vâng, Rồi đúng rồi, sau đúng rồi. đó khi mà người ta dùng live pack rồi đó chị, mình nói về cái A Quen rồi nhỉ. và R2 nó dễ dàng hơn nhiều lắm. Đúng rồi, đúng rồi, Thành đúng ra rồi. ngay từ bây giờ Ừ. cái mà mình muốn mấy anh chị tìm 10 người khách hàng, mỗi người đó là tìm bằng cái live pack. À, đấy, 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 đấy. Hàng có nhu cầu Mình về cứ thắc mắc mãi. nha. Đó. Tức là anh ơi, tức là 10 10 người khách hàng này là mỗi người là tìm cái hàng ngang trực tiếp của mình như phòng anh. Không không nhất thiết gì, không nhất thiết là hàng ngang. Ví dụ như nói chị Nga có 10 người khách hàng, chị Hương có 10 người khách hàng, có nghĩa là người khách hàng giới thiệu người khách hàng khác nó cũng là khách hàng của mình vậy. Nhưng mà cái Ừ. mà muốn đó là tới hồi mà tháng 1 đó, trong cái circle group của chị Nga đó, chị có khoảng chừng 500 50 hay là 70 hay là 100 người khách hàng. Vậy ta, Vâng. nó không nhất thiết là của Vâng. chị, nó có thể là của chị rồi ra của chị, rồi những người đi nhà phân phối ở dưới. Người ta có khách hàng nó cũng nằm trong circle group của chị mà. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ, thành ra chị khuyến khích Vậy. mọi người trong circle group của mình có 10 người khách hàng, và không nhất thiết 10 người này phải là trực tiếp với mình. Cứ làm sao mà người người này giới thiệu người kia cũng là khách hàng của mình mà chị. Vâng, thế thì không khó. Tại Dạ, vì không có. anh nhưng mà thế này, tức là cái live pack á, anh nói là bây giờ nó đúng là cái giá nó tốt, và nhân dịp có cái máy scanner mình lên mình đo cho họ đó thì Dạ. rất là dễ để mà tư vấn.
Đấy, xong rồi đến lúc mà mình chuyển từ cái thằng này mà lên lên trên cao ấy à, thì có phải rằng là thí dụ đi một nhà phân phối họ mua một một cái package này 14 triệu phòng anh, xong rồi người ta phân phối lại cho những khách hàng, hay là mỗi người khách hàng này đủ cái tiêu chuẩn để mua một cái package 14 triệu? Đấy, mình đang thắc mắc như vậy đó. Không, cả hai gì. Nếu mà một số người khách hàng người ta muốn trở thành nhà phân phối để người ta mua thì cũng được, hay là mình là nhà phân phối mình mua. Cái vấn đề là nó tùy cái người kia đó, người ta có muốn gia nhập, người ta có muốn trở thành nhà phân phối không thôi. Nhưng mà À, nếu hôm hôm trước mà trong buổi họp với Huy đó anh, mà thì mình nghe rất là rõ Huy bảo là bà Vicky chứ, bà nói rằng là cái đợt mà bán như thế này đó là mình cần đi kiếm những người có thể nói là leader executive tương lai, hoặc là những cái nhà mà tương đối nó khá khá anh, chứ không phải là thích